cơ quan cấp thành phố thôi, cơ quan cấp tỉnh phải nằm ở thành phố trung tâm, đó là thành phố Hạ Long. Đây bên phải chúng ta là trường tiểu học Lê Lợi. À, bên phải đây chúng ta sẽ vào cái khu gọi là khu đại gia đi. Đây các đại gia. Chúng ta một biệt thự khá mới theo lối kiến trúc hiện đại đây, trước mặt chúng ta. Đây, phía bên phải chúng ta đây là khu hành chính công của thành phố Uông Bí, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Và xa xa trước mặt chúng ta đó là ống khói của nhà máy nhiệt điện nha các bạn. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì sáng nay chúng ta đã có mặt tại thành phố Uông Bí sau khi rời thành phố Hải Phòng theo quốc lộ 10 các bạn. Hướng này là quốc lộ, này là quốc lộ 18 ha. Hướng này đi về Bắc Ninh, Bắc Giang. Ở đây cách cái ngã ba gọi là ngã ba 10 là từ Hải Phòng, phía bên này quốc lộ 10 kết nối vô quốc lộ này là quốc lộ 18 ha các bạn. Thì thành phố Uông Bí này cách thành phố Hải Phòng khoảng 30 cây. Thì sáng nay chúng ta đã có mặt tại thành phố Uông Bí để đi tham quan và khám phá thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh ha các bạn. Thì tỉnh Quảng Ninh này có đến 4 thành phố. Đây được xem là tỉnh có 4 thành phố đầu tiên và giữ vị trí ngôi rất là lâu. Cho đến ngày 10 tháng 4 vừa rồi thì tỉnh Bình Dương có cái thành phố Tân Uyên mới lên. Thì tỉnh Bình Dương lại có 4 thành phố ngang bằng với lại tỉnh Quảng Ninh ha các bạn. Sáng nay chúng ta sẽ đi tham quan và khám phá thành phố đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, đó là thành phố Uông Bí. Phía bên này là quốc lộ 18 các bạn, để vào trung tâm của thành phố Uông Bí chúng ta đi con đường song song kế bên này. Đường này có tên là đường Trần Nhân Tông, đường dẫn vào trung tâm thành phố Uông Bí đây các bạn. Bên này có một cái công viên ha, công viên sau rào chắn lại có cổng này nọ, trật tự dữ, hệ thống cây xanh cũng khá là đẹp các bạn. Đường Trần Nhân Tông cũng khá là lớn ha. Thì thành phố Uông Bí này nằm ở vùng Đông Bắc trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh có 4 thành phố ha, và thành phố Uông Bí này là một trong 4 thành phố. Có thành phố chính của tỉnh Quảng Ninh đó là thành phố Hạ Long ha. Đến Cẩm Phả, Móng Cái. Chúng ta tham quan khám phá thành phố đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, đó là thành phố Uông Bí. Thì thành phố Uông Bí này thành lập năm 2011. Đến năm 2013 thì được công nhận đây là thành phố loại 2 ha các bạn. Phía bên này có cái trung tâm Volkswagen hả? Một cái trung tâm chăm sóc xe. Và thành phố Uông Bí này có tổng diện tích là khoảng 256 cây số vuông, dân số là khoảng 122.000 người các bạn. Và biển số xe của tỉnh Quảng Ninh đó là biển số 14, riêng thành phố Uông Bí này là 14Y1, y dài nha các bạn. Đường hai bên đường cũng tương đối thật sạch sẽ, và đặc biệt các bạn quay cho các bạn xem là bên tay trái ha, dọc bên đường là những cái thùng rác, tuy không lớn lắm nhưng mà cách nhau khoảng chừng vài chục mét là có một cái thùng rác. Khá là xanh sạch đây. Và hệ thống đèn đường cũng như là dây điện, không thấy dây điện các bạn.
trung tâm. Đây là đường Trần Nhân Tông. Kinh doanh mua bán của người dân tại thành phố Uông Bí. Quán cà phê. Đi thẳng Hạ Long, quẹo trái là trung tâm ha các bạn. Chúng ta đi thẳng một đoạn cái trục đường chính huyết mạch của thành phố Uông Bí. Này có đường rầy xe lửa ha các bạn, ba con đường chạy song song. Đường chính của trung tâm thành phố Uông Bí, bên này bên phải là đường rầy xe lửa, phía bên kia là quốc lộ 18. Tiếp tục ở đây lại có một cái công viên nho nhỏ. Cổng chào, chúng ta vẫn tiếp tục đi trên đường Trần Nhân Tông. Phía bên đó là biểu tượng của thành phố Uông Bí, chúng ta sẽ ghé sau. Cứ tiếp tục đi thẳng. Đến khúc này thì là đổi tên là đường Quang Trung rồi các bạn, đổi thành đường Quang Trung. Chính thức bước vào trung tâm của thành phố Uông Bí rồi. Cảnh mua bán hai bên đường rất là sôi nổi ha. Ngân hàng, đây là thương mại hotel 2 sao, trung tâm thương mại Uông Bí. Và bên trái chúng ta đây là chợ trung tâm Uông Bí đây các bạn. Chợ trung tâm Uông Bí. Chợ này được xây dựng vào năm 1990. Khi xưa chỉ là chợ cóc, chợ với mái tôn với lại dù thôi ha. Đây bên phải là ngân hàng Vietinbank Uông Bí. Ông bự chà bá luôn. Đường Trần Nhân Tông và đường này là đường Quang Trung, được xem là hai cái con đường chính của thành phố Uông Bí. Bên trái là tiếp tục ngân hàng BIDV ha các bạn. BIDV vự cỡ này không à, Bảo Việt nè, Agribank nè, TB Bank nè, Nam Á Bank nè, Vietcombank, tất cả các công ty tài chính đều nằm trên đường Quang Trung. Bên này bưu điện của thành phố Uông Bí ha các bạn. Đối diện trung tâm bưu điện là cái cửa hàng mua bán xe gắn máy rất là lớn. Bên đó là một cái khu dân cư mới quy hoạch sau này. Trung tâm y tế của thành phố Uông Bí đây các bạn. Chúng ta vẫn tiếp tục đi trên đường Quang Trung. Điện thoại, nha khoa, mỹ phẩm cao cấp, quảng sản phẩm yến xào, giày thể thao, một cái trung tâm chăm sóc khách hàng của Mobifone. Bên này là cái nhà tư nhân buôn bán thiết bị vệ sinh, nó bự ghê luôn. Để đến với thành phố tỉnh lỵ, thành phố lớn của tỉnh Quảng Ninh, đó là thành phố Hạ Long, chúng ta bắt buộc phải đi qua cái
thành phố Uông Bí ha các bạn. Nếu đi xe gắn máy chứ còn đi xe hơi lên cao tốc dậm một phát tới thành phố Hạ Long rồi. Mình cùi bắp mình phải đi đường vòng, chính vì vậy riêng cái tỉnh Quảng Ninh này mình sẽ đi khám phá 4 thành phố luôn các bạn. Chúng ta sẽ khám phá tham quan thành phố Uông Bí đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Đây là thành phố loại 2 thôi ha các bạn. Bên này có karaoke. Nói chung là cái trục lộ chính đường Trần Nhân Tông nói dài với đường này vẫn là đường Quang Trung ha các bạn, của thành phố Uông Bí. Được xem là con đường đắc địa đây. Bên này có gì Washaco gì xí nghiệp nước ha. Đây công ty nhà máy nước của thành phố Uông Bí. Và xa xa trước mặt chúng ta đó là ống khói của nhà máy nhiệt điện nha các bạn. Thì thành phố Uông Bí này có cái nhà máy nhiệt điện được xây dựng vào năm 1961 với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ. Đây các bạn, chúng ta ra đến một cái bùng binh lớn, bên này tiếp tục là ngân hàng Vietinbank nè. Bên này là tổng công ty phát điện 1 của thành phố Uông Bí. Đó, nếu đi đường này là chúng ta đi về Hạ Long ha, khoảng chừng ba mấy 40 cây nữa các bạn. Đây trước mặt chúng ta đây là nhà máy nhiệt điện ha. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Được xây dựng vào 19 tháng 5 năm 1961 với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ. Đây là bờ bao của nhà máy nhiệt điện ha các bạn. Hai cái cây quá trời là đẹp, bự già cỗi à. Phía bên này có cái công viên nhỏ nhỏ, tuyến phố do phụ nữ quản lý. Ok, chúng ta đi bọc vòng cái nhà máy nhiệt điện, nhà máy nhiệt điện Uông Bí đây. Tiếp tục đi qua cái đường rầy xe lửa. Ây da, ây da. Phía bên phải chúng ta đó là ga các bạn, ga Uông Bí. Sau này cơ quan xí nghiệp thì tỉnh Quảng Ninh thế mạnh đó là cái than ha các bạn, ngành than thì trải dài từ thành phố Uông Bí này, Hạ Long và Cẩm Phả. Đường này cũng dẫn tên là đường Quang Trung nha các bạn. Đường Quang Trung luôn mới ghê chứ. Ôm nguyên cái dòng cung luôn. Cuối đường là một cái nhà máy nhiệt điện.
ống xong rồi kênh rạch được cải tạo, xây bờ đê nó rất là đẹp. Đường này cũng khá là rộng luôn. Quán ăn, quán nhậu, còn một cái trung tâm Anh ngữ. Phía bên này là khu dân cư, rồi sống rải rác. Vô ra văn phòng giao dịch bất động sản, phun xăm tấm trắng, một cái chỗ rửa xe. Đây là nhà văn hóa khu phố 8 Quang Trung, nhà văn hóa mới được sửa chữa khang trang, xây mới ha các bạn. Tiếp tục bên này là khu dân cư mới, khu đô thị mới lát đác được cả vài ngày. Chúng ta hoành ra lại đường Quang Trung ha các bạn. Đây cửa hàng xe gắn máy. Sẽ tìm đường đi qua cái khu trung tâm hành chính công. Đây là công an của thành phố Uông Bí. Tìm bằng đây, đến đây chúng ta quẹo vào đường Nguyễn Du ha các bạn. Trung tâm tổng số 4, trung tâm thương mại của thành phố Uông Bí đây ha, rất nhiều cổng vào chợ trung tâm Uông Bí. Phải gửi xe cho nên mình không có đánh xe vô được, quay cho các bạn xem. Chúng ta đi dạo ở ngoài thôi. Đường Nguyễn Du, trước mặt chúng ta là có cái quảng trường của thành phố Uông Bí đây các bạn. Đây ha, đường Nguyễn Du. Bây giờ quán nhậu ngay lòng trung tâm. Phía bên này là có cái sân vận động ngay lòng trung tâm của thành phố Uông Bí luôn ha các bạn. Đây, phía bên phải chúng ta đây là khu hành chính công của thành phố Uông Bí, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Trụ sở hành chính liên cơ quan, có một phòng khám, quảng trường, sân vận động. Ôm trọn cái quảng trường cho các bạn xem ha. Có gì mình bay livecam ở trên quay toàn thành phố mới được.
À, bên phải đây chúng ta sẽ vào cái khu gọi là khu Đại Gia đi. Khu đô thị đồi lắp ghép ha các bạn. Đi lên một ngọn đồi. Bên trái có một cái ngôi nhà xây cũng khá là lâu rồi. Một căn biệt thự đầu tiên. Trên một ngọn đồi đây trước mặt chúng ta. Những đại gia sống trên ngọn đồi. Đồi ghép tại trung tâm thành phố Uông Bí. Đây ha các bạn. Những căn nhà bán cổ điển ở ngoài đây xây bán cổ điển rất là nhiều. Ở dưới cũng có vài căn khu nhà giàu của thành phố Uông Bí đây. Một biệt thự xây khá là lâu trước mặt chúng ta, một biệt thự khá mới theo lối kiến trúc hiện đại đây. Khá là đẹp, có cái chỗ để xe hơi luôn, khá là đẹp. Phía xa xa là chúng ta có thể nhìn qua cái chùa Ba Vàng. Kênh mình là không có chơi với chùa nha các bạn. Đây, tiếp tục những căn nhà biệt thự trên ngọn đồi lắp ghép. Còn dư một cái quỹ đất này. Đây, bên phải đây đây các đại gia tại thành phố Uông Bí. Chúng ta xuống khỏi ngọn đồi khu nhà giàu của thành phố Uông Bí. Ra lại cái quảng trường ha các bạn. Đó, nãy chúng ta đi lên ngõ bên kia, bây giờ chúng ta xuống ngõ bên này. Đường này có tên là đường Trần Phú các bạn. Đây bên phải chúng ta là trường tiểu học Lê Lợi. Wow, trường tiểu học. Cây cỏ được xếp ở ngoài hành lang khá là đẹp. Bên trái là một dự án chung cư, chung cư cao cấp hay gì quá trời lớn. Một căn nhà đại gia ha, dưới cái gọi là đồi ghép đây. Khu nói khu là khu này, khu nhà giàu đó. Chúng ta quẹo phải đường này là đi lên chùa Ba Vàng khoảng 2 cây các bạn. Chúng ta quẹo trái để đi vào đường này là đường Trần Hưng Đạo, mới ken xà beng luôn. Cái cầu này mới xây chắc. Có dòng kênh, dòng sông ha. Thì thành phố Uông Bí này có hai cái dòng sông lớn, đó là sông Sinh và sông Uông.
biểu tượng của thành phố Uông Bí đó các bạn. Hệ thống cây rất là bự. Đường Trần Hưng Đạo được xem là trường của cơ quan chính quyền, đầu não của thành phố Uông Bí ha. Này, cơ quan cấp thành phố thôi, cơ quan cấp tỉnh phải nằm ở thành phố trung tâm, đó là thành phố Hạ Long. Vào đây có khác ha các bạn, bên phải chúng ta là tỉnh ủy rồi, tỉnh ủy, thành ủy, tỉnh ủy phải nằm ở Hạ Long, đây là thành ủy thôi ha các bạn. Đường Trần Hưng Đạo, có tìm đường trồng hệ thống cây cao, đường sạch bon. Ngay khu cơ quan chính quyền của thành phố mà lấy đâu. Rồi các bạn, chúng ta ra lại cái nút ngã tư giữa đường Trần Nhân Tông lúc đầu ha, vô khúc này là đường đổi lại đường Quang Trung ha, thẳng đó khoảng chừng 100-200 mét nữa là chúng ta ra tới quốc lộ 18 ha. Rồi sáng nay cũng quay cái khung cảnh tại thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Rồi để ngày mai chúng ta tiếp tục tiến về thành phố Hạ Long, thành phố chính của tỉnh Quảng Ninh ha các bạn. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở thành phố Quảng Ninh.